Các bạn nhìn cái chiếc điện thoại này nó đẹp không ạ? Trông rất là đẹp đúng không nào? Trông rất là cá tính, và nếu mà các bạn sử dụng cái chiếc điện thoại này ấy, thì thực sự là ra ngoài đường cũng có rất là nhiều người để ý đấy. Nhưng không phải là để ý xem là bạn đang sử dụng chiếc điện thoại gì, bởi vì mình nghĩ là 10 người thì có lẽ đến 9 người sẽ không biết được là đây là chiếc điện thoại gì đâu. Trong số bạn đang theo dõi video này, các bạn có biết đây là chiếc điện thoại gì không ạ? Mình để cho bạn 3 giây để suy nghĩ nhé. 3, 2, 1, hết giờ. Đây chính là Realme GT Neo 3. Nhưng đây là phiên bản đặc biệt, phiên bản Naruto. Thế thì cái phiên bản Naruto này nó có điểm gì khác biệt so với cả cái phiên bản thông thường? Thì mình sẽ nói chi tiết cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đây là cái chiếc điện thoại mà mình đã mượn được của một người bạn mình. Đấy. Tuy nhiên là hộp phụ kiện ấy thì nó để ở quê rồi. Đấy. Nên là nói thật luôn là mình mượn được mỗi cái máy trần như thế này thôi. Thế thì hộp phụ kiện của sản này nó có cái điểm gì hay? Cái hay nhất rồi đến từ cái hộp phụ kiện cơ, chứ không phải là cái hình dáng này đâu. Thế mà ông lại không cho mình mượn, nghĩ cũng buồn. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, đây chính là hộp phụ kiện của nó. Trông rất đẹp đúng không nào? Đấy, trông rất là đặc biệt, cá tính. Và đây là cái thiết kế hộp phụ kiện, nó giống như kiểu là một cái dạng quyển sách cuộn của ninja ấy, các bạn nhìn đúng không ạ? Và ở bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy là có những đường khâu giả ra như thế này. Trông khá là ổn luôn, hình như là đây là đường khâu thật đi chứ. Đấy, còn cái chất liệu thì mình nghĩ là chắc là giả da thôi, không biết là da thật hay là giả da, nhưng mà trông rất đẹp. Ở bên trong này thì chúng ta sẽ có hai cái thứ mà mình nghĩ là rất hay. Cái thứ nhất, đây là cái củ sạc của nó sẽ là củ sạc 160W nha các bạn nhé. Và cái sản này thì hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 150W. Nghĩa là về cái củ sạc thôi thì cái công suất của cái củ sạc này nó đã gấp đôi so với cả GT Neo 3 phiên bản thông thường rồi. Tiếp tục nữa nào, bên trong này chúng ta sẽ có một cái ốp lưng nữa. Ốp lưng Naruto nhìn cũng rất đẹp, rất cá tính. Và mình đảm bảo các bạn đấy là khi các bạn đeo cái ốp lưng này vào ấy, thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra cái sự khác biệt so với những người sử dụng smartphone khác rồi. Còn nếu mà bỏ cái ốp lưng này ra ấy, thì đúng là thật sự là rất chất lượng luôn các bạn ạ. Nhìn này, đấy, mình rất thích những cái phiên bản đặc biệt bởi vì là trông nó khá là đẹp. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ xem là cái sản phẩm này nó sẽ có những điểm gì đặc biệt đấy nhá. Cáp hiển nhiên sẽ phải cáp Type-C rồi. Đây, cái phần chất liệu của nó này, thì nếu bạn nhìn đây các bạn sẽ thấy là ở cái phía trên này trông nó giống như kiểu là kim loại đúng không nào? Nhưng không, đây là kính các bạn ạ. Đây là kính này, chất liệu là kính này. Cái chỗ này cũng là kính luôn này, chỗ dưới này cũng là kính này, và đây cũng là kính này. Và cái loại kính này thì ở cái phần dưới này thì nó là cái loại kính nhám. Trông nó sẽ ít để lại mồ hôi và dấu vân tay hơn so với cái loại kính bóng ở phía trên này. Kính bóng ở phía trên nó để lại rất là nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Còn ở đây nhá, thì Realme họ cũng làm một cái lớp kính màu khác luôn này. Ở đây này, ở chính giữa này này. Đấy, cái vòng tròn màu đỏ này, bạn nhìn thấy không ạ? Lúc đầu là mình tưởng là một cái skin mà nó dán lên ấy. Đấy, lúc đầu mình cứ tưởng như thế, giống kiểu dạng một cái sticker dán lên, nhưng không phải đâu. Đấy, đây là nó là cái kính mà nó in luôn vào bên trong này luôn. Và cái mặt lưng này thì nó cá tính ở cái chỗ là nó được phối các cái màu khác nhau này. Đấy, một cái màu cam ở phía dưới này kết hợp với màu đỏ ở chính giữa này, xong rồi màu đen bao quanh ở phía trên này, và một cái màu bạc bao quanh cái cụm camera lại kéo dài từ bên trái sang bên phải. Và rõ ràng là cái thiết kế này đẹp hơn là GT Neo 3 phiên bản thường đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ nói tiếp về cái cảm giác cầm nắm thì sao. Mình thấy gần như không có sự khác biệt so với cả GT Neo 3. Cảm giác cầm nắm là giống y hệt, y xì đúc luôn. Chúng ta vẫn sẽ có loa ngoài là loa kép luôn các bạn nhé. Vân tay thì hiển nhiên là sẽ có bên trong màn hình như này rồi. Rất nhanh, rất nhạy. Đấy, và viền màn hình thì rất là mỏng. Đây các bạn có thể thấy luôn này, viền màn hình rất mỏng. Cái chỗ camera selfie này cũng vậy. Tất cả những thông số của nó thì gần như là giống hệt so với cả GT Neo 3. Đấy, chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình với kích thước là 6.7 inch. Màn hình này thì là màn hình AMOLED có 1 tỷ màu, tần số quét là 120Hz, có HDR 10+, có vân tay bên trong màn hình, độ phân giải là Full HD+, tỷ lệ màn hình là 20:9, mật độ ảnh rất cao 394 ppi, đủ sắc nét rồi. Và kính cường lực ở đây thì sẽ là kính cường lực 5, nghĩa là giống hệt so với cả phiên bản thường. Tiếp tục nữa là về hiệu năng thì con chip thì sẽ là giống hệt như các bạn nhé. Con chip của nó sẽ là Dimensity 8100, cũng là một con chip rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên cái sự khác biệt ở đây là gì? Đấy là đến từ RAM ROM. Cái dòng này mặc định RAM ROM của nó đã là 256GB rồi. Đấy là 256GB ROM. Còn RAM thì mặc định sẽ là 12GB RAM. Rất thoải mái luôn. Còn phiên bản thường thì nó chỉ là 6128 thôi. Nghĩa là về cái dung lượng tối thiểu ấy, thì là nó đã gấp đôi so với ở cái phiên bản thường rồi. Đấy, thêm một điểm nữa đấy là bộ nhớ trong đọc ghi của nó sẽ là UFS
3.1 và RAM của nó thể mở rộng được thêm 7GB qua bộ nhớ trong. Thế tuy nhiên là mình thấy là cái điều đó nó chỉ mang tính chất marketing là chính thôi. Tiếp tục nữa nào, camera thì giống hệt so với phiên bản thường. Và chúng ta sẽ có camera 50 chấm là camera chính này, khẩu độ f1.9 tiêu cự là 24mm. Chúng ta sẽ có cái chống rung quang học cái thứ nữa này. Có camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8 chấm, khẩu độ f2.3, tiêu cự là 15mm và góc chụp là 120 độ. Và một cái camera macro có độ phân giải là 2 chấm nữa. Ngoài ra nữa thì cái camera selfie ở phía trước này nó sẽ có độ phân giải là 16 chấm. Còn về pin thì sao? Sau này sẽ có viên pin thấp hơn đấy nhé các bạn nhé. Sạc thì nhanh hơn nhưng pin thì thấp hơn. Pin bây giờ không phải là 5000 mAh nữa mà là 4500 mAh. Kết hợp với cả một cái sạc 160W đi kèm nhưng chỉ hỗ trợ sạc 150W thôi. Nhưng mà 150W cũng đã là quá nhanh rồi. Sạc được 50% pin chỉ trong vòng 5 phút thôi. Đấy. Còn hiển nhiên cái sau này nó sẽ có sẵn tiếng Việt rồi nhé các bạn nhé. Đây có sẵn tiếng Việt rồi. Và khi mình vào trong cái phần giới thiệu điện thoại này. Đây mình vào giới thiệu điện thoại này. Hiện tại là cái sau này nó đang chạy phiên bản Realme UI 3.0 và Android 12. Chưa phải là mới nhất bây giờ. Nó chưa phải là Realme UI 4 với cả Android 13. Chưa phải mới nhất. Nhưng nó đã có một cái phiên bản cập nhật phần mềm lên tới gần 6GB. Chính xác ra nó là 5.82GB này. Các bạn nhìn thấy không? Rất khủng khiếp luôn. Đấy để cập nhật phần mềm các thứ. Rồi, đại loại là cái phiên bản đặc biệt này thì nó sẽ khác biệt hơn so với phiên bản thường ở những cái điểm như sau. Thứ nhất, đấy là hộp phụ kiện nó khác biệt hơn và nó mang tính chất siêu tầm. Thứ hai nữa là mặt lưng của nó khác hoàn toàn. Cái thứ ba nữa đó là RAM ROM của nó thoải mái hơn rất là nhiều. RAM 12 bộ nhớ trong 256. Cái thứ tư nữa đó là cái sạc của nó nhanh hơn rất là nhiều, sạc 150W. Thay vì sạc 80W. Và cái thứ 5 nữa đó là pin của nó bị cắt giảm đi, còn 4.500 thay vì 5.000. Đấy, các bạn cảm thấy sao về sản phẩm này? Cái sản phẩm này thì bạn mình nó bảo là lúc mà nó mua ấy, ở Việt Nam ấy thì nó tầm khoảng 10 triệu. Đấy. Và cái này ở bên Trung Quốc ấy thì giá nó rơi khoảng 9.6 triệu. Thì nó mua về cái thứ là tầm 10 triệu. Đấy, thì bây giờ là cái này là máy này là nó đã sử dụng rồi thì đại loại là nó loanh quanh tầm trên dưới 7 triệu. Nhưng mà như thế thì mình thấy là nó vẫn vẫn tương đối là xa vời đối với một số bạn, đúng không nào? Đấy thì anh em nào mà muốn mua điện thoại Realme mà lại không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền như này thì chúng ta có thể mua những cái điện thoại Realme tại Hoàng Hà Mobile. Đấy, ở Hoàng Hà Mobile thì bán rất là nhiều những điện thoại Realme, giá cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng 2 triệu rưỡi cũng có này, hơn 3 triệu cũng có, hơn 4 triệu cũng có. Hay là Realme 10 mới ra mắt đấy thì họ cũng đang bán mức giá là khoảng 6.7 triệu. Nhưng mà nếu mà trừ quà các thứ thì chắc là tầm hơn 6 triệu thôi. Đấy, anh em cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhá. Đấy, các bạn có thể tham khảo qua những sản phẩm Realme tại Hoàng Hà Mobile. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.